Đó, cá luôn cái gì vậy? Ăn cá chơi. Ừ. Anh lại nữa đi. Ồ, quá cá luôn. Dạ, yeah, quá cái gì vậy? Rồi mình đổ gì đó, đổ trên này, đổ trên cái nó chạy xuống, cá này nó mạnh lắm, không sao đâu. Đó. Đó, rồi cái mình đùa nó xuống. Ôi, bữa nay chú này đầy ý kiến này đẹp quá. Hay ha. Dạ. Dạ hiện tại thì con bắt đầu đi thả cá phóng sinh nghe quý vị. À mô phạt. Mời quý vị cùng theo dõi video ha. Dạ. Chị các anh vẹo tay trái ngã ba lời á. Cũng vẹo tay trái luôn. Tới chỗ bờ hồ rồi quý vị ơi. tiếp chú xuống cái tiếp lấy mấy thùng cá nhà cái đây tắt hết rồi. Đốt lên. Đây lát chút mấy chú này chắc có ông quẹt. Rồi có rồi kìa. Nói thì có bữa đó, khách đem lại sớm mấy quý vị. Thì có Duyên Cầm quay nghe, bữa nào mà chạy chảy cỡ 4-5 giờ ấy, con đi về rồi là chỉ có cô ba thả nên không quay được ha. Dạ mô Phật. Thì những vị hồi hướng á, thì con Duyên Cầm có ghi trên tấm giấy á, thì cô ba đã ghi và cúng cầu ở đó xong rồi. Giờ chỉ lại thả cá và ai có duyên thì mình giái thêm gì đó giái mô Phật. Cô hai đi lại chưa ta? Dạ, tới rồi kìa. Cái này nhỏ nhỏ hả ta? Ký chắc cũng... ký mười mấy con ha, cũng như vừa mở hết đi anh. Hôm nay cũng có anh Phước cũng là hữu duyên tới giếng cô ba. Cũng ngay dịp thả cá hôm bữa anh cũng có gửi tiền đây, hôm nay là đúng là cái duyên của anh nè.
Rồi cô hai có nguyện giá gì vậy cho con xin lại một chút xíu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày nay là ngày mùng 7 tháng 7. Ở tại nơi thanh thiền của cô Hoa Lý thì tất cả các mạnh thường quân cũng có ủng hộ những cái số đồng ngân để cho cô ba phóng sanh để mà thả cá. Thì ngày nay ở trên cô ba cũng đang cũng mắc kẹt, hai đây cũng thay thế cho cô ba cũng về đây là cúng nguyện thả cho bài cá này được siêu thoát. Mô Phật, chúng tôi xin ơn trên chúng độ, xin Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đó, độ cho các nàng cá này được siêu thoát kiếp sau cho nó có thể trở lại được làm một con người những gì ví dụ từ trên để xây dựng. Dạ mô Phật, cảm ơn cô hai rất là nhiều. Thì hôm nay thì cô hai cũng đã giái xong và để mà nguyện thả cá nghe quý vị. Thì những cái hồi hướng của các tên mạnh thường quân thì con Dương Cầm đã ghi và cô ba đã cúng ở nhà vào buổi tối rồi ha. Còn bây giờ thì chỉ mình nguyện giái cho những con cá nó được sống an lành an lạc và kiếp sau nó được đầu thai thành người và biết tu hành nghe quý vị. Rồi mô Phật, rồi mời quý vị thả ha, anh thả đi. Rồi rồi, dạ rồi, người thả thùng đi. Đổ đổ ngay xuống đi. Cá chê mạnh lắm, đổ gì thấy em nè anh ơi. Quả cá luôn cái gì vậy? Anh lại nữa đi. Quả cá luôn. Dạ, quá cái gì ơi. Rồi mình đổ gì đó, đổ trên này, đổ trên cái nó chạy xuống, cá này nó mạnh lắm, không sao đâu. Đó, rồi cái mình đùa nó xuống. Ôi. Bữa nay chú này đề ý kiến này đẹp quá. Hay ha. Dạ. Dạ đó. Dạ. Anh lại nữa đi. Mình con bức của mình á. Ôi cá xanh này cái gì vậy? Rồi rồi yên tâm đi. Rồi. Mình ở đây mà hồi là mình cũng đưa cá xuống hết à. Nó cái gì ơi, một thật. Quá đẹp luôn, gì đẹp luôn đó. Dạ. Đi đi quý vị ơi, nhớ phát tâm tu hành nha, cá cũng biết tu nha, chứ không phải là không biết đâu nghe quý vị. Ui quá đẹp. Quá im ha, cảnh này đẹp lắm. Coi như là cái buổi thả cá này đã xong, cũng xin là hồi hướng công đức cho tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ tiền cho Dương Cầm để mà đưa cho cô ba để làm những việc thiện nguyện thả cá phóng sanh này. Dạ mô Phật, cảm ơn cô hai rất là nhiều, cảm ơn anh Nguyễn Minh Phước. Và hôm nay cũng hữu duyên anh cũng có gửi tiền và cũng đến giếng cô ba và cũng có được cái duyên là mình đã ủng hộ tiền thả cá, nhưng hôm nay mình lại được thả nữa là một cái duyên lớn luôn. Rồi em chúc anh nhiều sức khỏe ha, và chúc cô hai cũng vậy. Và mô Phật. Và dạ rồi, kính thưa quý vị, buổi thả cá hôm nay thì cũng là xong rồi. Thì Dương Cầm xin nhắc lại những gì mà được hồi hướng thì cô ba đã cúng và giái buổi tối nghe quý vị. Thì buổi sáng này chúng tôi chỉ đi thả cá và nguyện giái cho những con cá sống an lành thôi ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây, nó lội dưới nè quý vị ơi. Đó, còn dính đây. Rồi, mưa Phật. Thì con cũng xin khép lại video tại đây nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.